cái lò rượu mới là ghê chứ, Ê, mà ở cái lò rượu tao thôi tôi chung vô tôi đóng cửa luôn, tao chết rồi tao tao bỏ nhậu luôn. Thế đó là ok anh, rồi tới việc anh rồi. anh với thằng cha này đánh nhau sợ hãi mẹ ta sẽ đánh nhau là mình muốn lặp lại cái này, tức là mình theo dõi thằng cha, hai thằng cha này đánh nhau kỹ lắm, mình mới qua là nó đánh nhau rồi. Hồi đó mình đi Đúng học rồi. mình có mấy bạn sinh tụi nó cũng là dân Palestine, mình nói chuyện nó nói thì mình cũng hiểu 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 vậy. Nhưng mà thế này này cái nhà nước Do Thái mà khi mà họ tạo lập ra cái Do Thái đây, tức là những người hồi đó cái Liên Hợp Quốc họ mới mở ra thôi, rồi cái đất là đất của ông Lê mà họ mở ra vậy thì họ họ giải quyết là họ bày ra một công chuyện đó, họ để đó rồi họ không có giải quyết, anh làm như là họ muốn, làm như là họ cũng nghĩ là họ xây dựng cái chiến tranh vậy đó, họ cũng nuôi dưỡng cái chiến tranh này hoài. ông ông Yeah. ông ông giải quyết ông tạo ra một cái sự mâu thuẫn giữa hai con người rồi, thì người ta tức người ta đánh nhau thì người ta phải đánh qua đánh lại rồi, mà mình hiểu mình thấy không có muốn giải quyết, làm như không muốn giải quyết, anh muốn cứ để như vậy để cho nó đánh nhau, lâu lâu chọc vô một cái, lâu lâu chọc câu ghẹo một câu, chẳng hạn như là hồi ông Trump qua ông hồi ông Trump đâu Yeah. hồi ông Trump là năm 2018 19 gì đó, tức là hồi đó là tất tất cả cái tòa đại sứ của ngoại quốc á, mà với Do Thái á, thì là mình đặt ở Tel Aviv đấy, tức là thủ đô của Israel á, là Tel Aviv, tòa đại sứ là người ta đặt ở đó. Rồi cái năm 2018 ông Trump mới rõ ràng mà ông mới biết cái Jerusalem mới là ba người ai cũng nói rằng là cái đó là cái thủ đô của họ, Của tại vì họ đúng rồi đó, giành tranh tranh giành. tranh giành cái Jerusalem, thì là ba cái tôn giáo thật là to của thế giới là ông Hồi giáo, ông Thiên Chúa giáo chứ lại ông Cờ đốc Cơ Đốc, à, khoảng khoảng là khoảng ông do do Thái giáo, Do do Thái Thái giáo giáo, ở và do Thái tức giáo, là đều lấy cái đó làm không chính phải địa, không 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 có Thiên Chúa, không hình có như là Cơ Đốc, không cái đó là Thiên Chúa, Cơ đốc giáo chứ Cơ không phải Thiên Đốc Chúa. thì Thiên Chúa Cơ đốc giáo đại khái là thì vậy. đại, ok được, thì mà theo thông lệ là từ 70 năm nay, từ ngày Liên Hợp Quốc, từ ngày Do Thái lập quốc, thì tất cả những cái tòa đại sứ thì đều đặt ở Tel Aviv cả. Ông Trump ông chơi cái thiệt, ông chơi như vậy là ông đổ dầu vô lửa, ông di chuyển cái tòa đại sứ Hoa Kỳ đến cái Đúng rồi, Jerusalem. có Khổ mà ông chơi vậy rồi, đã vậy rồi mà ổng chơi vậy ổng còn công nhận đấy, ổng còn công nhận nữa chứ. thì tại vì ông công nhận thì ông mới di chuyển cái tòa đại sứ Hoa Kỳ về đó được Đúng chứ rồi, anh, tại vì đổi rồi. tòa đại sứ là phải đặt ở thủ đô chứ không, tức là Chính vì vậy. tòa đại sứ Hoa Kỳ là đặt ở thủ đô một quốc gia nào, chẳng hạn như ở Hà Nội, Việt Nam là đó là tòa đại sứ ở ngoài đó. Thì mà ý là mình nói như thế, làm như người châu Âu, đặc biệt là người da trắng đó, làm như họ không có, họ muốn Họ tạo ra một công việc, họ họ muốn nuôi dưỡng cái chiến tranh, chiến tranh họ muốn nuôi dưỡng cái sự mâu thuẫn rất là sâu sắc giữa hai sắc dân Do Thái và Palestine. Một thằng á, một một bên thì rất là giỏi Do Thái, họ rất là giỏi và họ rất là giàu, còn một thằng thì là bây giờ nó rất là đơn lẻ mà họ rất là nghèo khổ, họ bị vây cho họ càng ngày đất đai họ đâu còn gì được, họ không có được làm gì được mà họ rất là nghèo khổ. Nói nghe nè, khi mà người ta áp bức, bị áp bức là người ta phải nổi dậy. Ông đừng có nói chi là những người bị, đừng có nói chi mà người người Palestine họ họ chịu đựng được, họ có sức con người ấy, nó chỉ chịu đựng được mà đến đến chỗ nào thôi, đến một quá đến sức chỗ thì nào họ thôi, sẽ bùng nhỉ, quá hiểu sức anh. họ không có chịu được. Thành thử ra là mà rõ ràng cái lỗi này thì không phải là cái lỗi của người Do Thái mà cũng chẳng phải cái lỗi của mấy ông Palestine đâu, cái lỗi này là lỗi của mấy thằng cha đầu tiên bày ra cái chuyện này, Da trắng. bày ra cái chuyện do lập quốc của Do Thái mà không có giải quyết Không bao giờ cho cái số chính dân xác, người đó chính xác anh. không. Nếu nếu mà ông giải quyết là cái sự tự độc lập của cái dân Palestine, họ ở đó mấy ngàn năm thì đúng là đất đai của họ thì họ, nhưng mà tôi biết là tại sao anh, là tại vì trong
đầu của những người trắng, những người thích tôn giáo họ rất là khinh bỉ người Hồi giáo, tại vì Hồi giáo mà anh họ coi thường lắm, mấy ông Thiên Chúa giáo, mấy ông cho thấy là coi thường với thằng cha Hồi giáo, thành thứ đó là thì đó là cái rồi cái ông rồi cái thằng Hồi giáo nó cũng coi thường lại, có nghĩa là hai bên có cái sự mâu thuẫn tôn giáo, hai vì các nước không có giải quyết, không giải quyết họ để cho bùng nổ vậy thôi. Lâu lâu họ lấy củi họ luyện vô đấy, vậy đó đó là nguyên tắc vậy. Nhưng mà mình nói cho cùng thì mình nói tới bây giờ, tới lúc mà anh em mình ngồi nói chuyện đây thì mình mới thấy thảm, mà thấy thương cho những người Palestine. Có nghĩa là như vậy là họ đã bị vây, và họ đã bị vây hãm mấy chục năm nay, và giống như kiểu này tôi nói là họ mất tất cả. Tới bây giờ điện nước cũng do Hamas cấp, cái thằng do Thái cấp cho. Họ má chơi vậy, nó một cách khác nó chơi như vậy đó. Hỏi anh thì đương nhiên là người ta phải có một cái sự gọi là đất nước thì vỡ bờ. Không phải. Ông anh ở sao mà nhưng mà ông lại để người ta cúp nữa, nó vui thì nó mở nước cho ông xài, nó không vui đúng thì rồi. Nó cắt nước ông. Ông vậy là ông quá dở. Dạ. Ông phải làm sao ở, ông, bởi vì tôi mới từ đầu anh nói tôi là phải chia, mà ở đó nó có một cái lãnh tụ mà tài ba mà từ giỏi, giống như ở Việt Nam mình thì còn gì đâu phải nói nữa. Nó khổ ngay đã dở mà đã dở quân sự, đã dở về chính trị, mà để dở về ngoại giao luôn. Là tất tần tật đều dở cả, thành ra cái đất tội nước nghiệp lúc rồi. Nào cũng về rất là tội nghiệp, và rất là tội nghiệp vấn đề đó. Tôi nói khổ cái bà, mà cái ý tôi nói là nếu mà phương Tây mà như Mỹ thì đã xen vào dàn xếp vào cái chuyện đó thì phải đứng một cách là trung lập rồi. Ông trong mà trung lập thì còn gì đâu phải nói nữa, mà trung lập thì đâu có chuyện gì phải nói nữa, mà nó đâu có muốn, đâu có muốn, nó không có muốn, không muốn. Chứ đâu muốn thì đó, đó, đúng rồi, khổ vậy. Thành ra bây giờ đó là một cái vấn nạn, nó còn thâm, nó còn bày ra thêm, nó còn xúi thêm nữa. Vậy nó ủ mưu, nó có nghĩa là thôi mình nói gì là các nước phương Tây ghê gớm quá. Thành ra cái sự mà chiến tranh của Do Thái và Israel thì hầu như là cái Palestine với là Do Thái hầu như cái đó cũng là nằm trong cái bàn tay của phương Tây. Họ muốn như vậy mà anh, thế không muốn giải quyết thì họ muốn giải quyết. Nó thẳng là như vậy. Bởi vì tôi nói thiệt là những cái đầu óc của mấy người da trắng này là kinh khủng lắm. Nó thẳng là như vậy. Mình chỉ thấy tội nghiệp. Ngay bây giờ mình thấy tội nghiệp những cái người mà bị chết oan, chết ức mà đa là toàn đa số người dân không. Đó. Còn mấy cái thằng lãnh đạo thì mình không có bàn tới, bởi vì nó không có quá sức tưởng tượng. Nó thẳng là như vậy. Phải chi mà nó được một góc, một cái ngón chân của Bác Hồ mình thì thôi sướng quá rồi. Phải không? Hoặc là một tướng tài giống như ông Võ Nguyên Giáp thì khỏi nói, đại tướng thì khỏi nói. Còn ở đây họ toàn là bất tài, là vô dụng, rồi bị hệ lụy về, bị lệ thuộc và cầu cạnh, rồi nói chung là họ không biết làm sao họ ở một cái thế kẹt, có là họ không biết làm sao họ vùng vẫy. Cái thằng Palestine không biết làm sao vùng vẫy cả, nó khổ vậy. Mà lần này đây thấy cái đánh nhau như vậy là thấy làm như là bên Do Thái họ cũng đang cũng như là cũng lúng túng rồi. Nhưng mà như vậy là họ thấy nó lúng lúc vậy, cái khối Ả Rập bây giờ hiện giờ đang ủng hộ Palestine thì nó ủng hộ chứ, mà ngày xưa cho thấy họ giữ lắm mình, tại vì ở trong đó ở trong đó là họ là một mình, họ là chống lại khối Ả Rập là bao nhiêu lâu rồi, mà lần nào họ chống lại khối Ả Rập thì họ cũng đều thắng cả, tại vì cái quân đội của họ là coi như là bây giờ thiện chiến nhất thế giới, mặc dù quân đội ít nhưng mà thiện chiến nhất thế giới. Ý là mình nói thế này nào. Nhưng mà lần này mình thấy là thấy có bộ là họ bị đúng túng, là tại vì thế này này, cái hôm mà họ nói là họ ra lệnh cho 1 triệu dân ở bên ở vùng Bắc của dãy Gaza là phải đi vào trong Nam, đặt nó tắt đi cái miền Bắc Gaza, nó họ chỉ cho 24 tiếng thôi, là bắt dân chúng phải di tản chỗ đó, ở lại đó chết không chịu trách nhiệm. Tức là nó biểu là tất cả mọi thằng Hamas, thằng nào là nó đó là thằng Hamas rồi thì thằng đó là coi như đã chết rồi. Dân Hamas, lính Hamas 40.000, tức là nó nói tính Tapi là thì nó là 40.000 thằng. Nhưng mà thế này nè, mà đến từ cái hôm mà ra lệnh thả truyền đơn ra lệnh vì ta chỉ đản mà biểu tấn công và tới bây giờ họ chưa có cục diện. Ê, thằng con rảnh con gửi cầu lên chơi, thằng này nó có vẻ nó thảo về. Đúng rồi. Lên đi gửi yêu cầu để bố lên nói chuyện với bố chút, tại vì ở đây nó có nhiều cái vấn đề mà nhiều khi bố quên á. Ngày xưa có một cái ông mà tôi nhớ mà
quấn cái khăn rằn trên đầu mà 20 phần đó anh. Sao bị thuốc bị ám sát bằng thuốc độc chết á, cái ông gì ta? Nãy tôi mới nói cái gì? Yasser Arafat. Yasser Arafat. Ông đó của là của PLO. Đúng rồi, ông là Palestine, nghe nó cũng giỏi lắm phải không? Đúng rồi, thì ông là người đầu tiên mà. Ông người đầu tiên là ông tạo ra cái mặt trận Palestine PLO đó, tức là Palestine Liberation Organization đó, tức là cái đội hồi đó ông đánh đấm lung tung rồi ông tranh đấu rất nhiều, ông cũng thì ông đánh nhau theo cái kiểu ông biết. Rồi cuối cùng thì ông Palestine họ được công nhận, PLO họ được công nhận là một tổ chức của đại diện cho người Palestine. Rồi rồi họ có một ghế quan sát viên ở trong, là quan sát viên ở trong Liên Hợp Quốc. Rồi họ có quyền nhận ngoại giao, họ có quyền nhận đại sứ, họ có quyền bổ nhiệm đại sứ những quốc gia khác. Ai công nhận họ thì họ có quyền nhận đại sứ. Đấy ông nói là phong trào giải phóng dân tộc của Palestine, của Palestine là đúng rồi. Ok. Điều. Lên chơi vậy. Chơi đi, tao buồn quá, tao tính nhậu. Mà tao chạy ra còn ngoài cửa, cái xong tao chạy vô tao trốn luôn, tao buồn luôn, tao bị rồi đó. Buồn quá, live stream rủ Phượng lên nói dốc chơi. Rồi nhảy vậy. Tính chịu quý lộn. Có biết nói chuyện quý lộn. Nói chuyện quý lộn. Mình quýnh sao không? Tao quýnh chứ mình quýnh thôi chứ. Thì đồng ý, nhưng mà tại vì mình xét người, mình xét người mình mới xét ta. Mình thấy bên kia lộn xộn quá mà thiệt, anh thú thiệt, anh đang ở Việt Nam nè, tôi đang ở Việt Nam thì tôi thấy mà không có chuyện gì để phải nói cả, bởi nó thanh mình quá, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu phải nói, đúng không? Nào, kiếm chuyện đó mà kiếm không ra, kiếm chuyện đó mà kiếm không ra, được, bởi vậy anh nào quýnh với tôi, đâu quýnh đâu, tôi nói buồn cười thế thôi. Mà thật là bạn theo bây giờ mình thấy những người dân Palestine thấy đau khổ ghê, mình thấy bởi vì sao mình thấy đau khổ là bởi mình cảm nhận điều đó, mình cảm nhận được tội nước nước mình đã từng trải qua, tôi và anh đã từng trải qua chiến tranh, cũng thấy những người lính, người sát của dân, rồi cũng có người lính, mình thấy những cái chết chóc về chiến tranh nó tàn khốc vô cùng, cho nên vì đó mình cảm nhận được. Còn những cái lớp trẻ sau này họ chưa bao giờ mà đi qua chiến tranh thì họ mơ hồ biết là chiến tranh rất là khốc liệt, nhưng mà họ không thấy tận mắt, không thấy tiếng súng nổ, không thấy tiếng bom rơi, cho nên vì đó cái phê cái ý cũng nói là cái sự mà coi như là họ đau khổ, họ không bằng mình, giống như anh và tôi mỗi lần mà thấy lính chết, mỗi lần mà thấy dân chết thì tự nhiên con người nó là sao, nó bồi hồi và nó thương cảm, mà nó thành ra giờ mình tôi thì anh mấy bữa nay tôi thấy dân bà Palestine nó mới khó kích vô cái bệnh viện gì nữa đó chết đó, tự nhiên mình cảm thấy mình xúc động. Đúng là tội nghiệp. Mình thấy cái tội nghiệp, cái đầu tiên mình chữ giống như anh nói là cái đầu tiên mình xác nhận là mình tự thấy thương và tội nghiệp cái dân người dân đó. Ngược lại mình thấy mình đất nước của mình Việt Nam mình đã trải qua cái thời kỳ đó rồi, cho nên vì đó mình mới cảm nhận được, mình biết được cái nỗi đau đó. Anh thấy không? Cái của mình từ xưa như thằng Mỹ tỉnh bơ từ xưa nó đâu có bị chiến tranh trong nước ở đâu, thành ra nó tỉnh bơ anh nó coi, nhưng mà nó coi nó không đặt nặng gì đó. Nhưng mà những cái đất nước nào đã bị rồi thì tự nhiên người ta sẽ sợ, giống như con chim mà nó ở trên cái vườn cây nào công công mà thấy giống cái cung là bỏ chạy đó là vậy, cung cái chi điều nhưng mà, đó là rõ ràng như vậy. Mình, thế thì thấy như thế nào mà nghe có người ta bình luận thì có lẽ là do thấy nó không dám bắn nữa, và nó không ngày xưa nó tuyên bố là nó sẽ xóa sổ Palestine khỏi mặt đường thế giới, nhưng mà bây giờ thì chắc không dám rồi, bởi vì như nghe nói là cái khối Ả Rập bắt đầu nó đoàn kết trở lại và nó chống lại thằng Do Thái. Anh thấy rõ ràng không? Họ Ả Rập tức là họ không phải là họ chống, họ đoàn kết, họ chống Do Thái không, mà bây giờ làm như là họ không có sợ Mỹ nữa. Ông tổng thống Mỹ đến đó mà nó không có tiếp, mà anh biết là nó coi Mỹ bây giờ không có, họ không có nghe đó. Là ngày xưa thì họ sợ, ngày xưa đúng rồi, Ả Rập mà họ rất sợ Do Thái, rất sợ người Mỹ. Lâu cái buồn gửi cái tòa, ông biết là mới đánh nhau chút xíu là gửi hai cái hàng không có hạn tới, gửi bao nhiêu lính tới làm gì, lúc ta đánh nhau anh không, anh không can, anh là thôi anh lấy gì lửa anh đổ vô. Ủa mà thiệt, mấy ông người Mỹ, nhưng mà theo cái suy nghĩ hạn hẹp anh à, theo cái suy nghĩ hạn hẹp của tôi, cái công này nó không phải là do của nhà nước Palestine mà do của Nga đó anh. Mình không biết, nhưng mà tôi nghĩ, tôi linh cảm là hình như là như vậy.
có một anh chàng gì đó ở ở nước Nga hoặc là ở Trung Quốc, đại khái như vậy. Mặc dù người ta không nói lên, người ta không nói từ ngày chiến tranh xảy ra, ta không nói bất cứ một gì cả, nhưng mà cái sự hiện diện của họ ở đó thì theo theo tôi thấy nha, hình như có một cái bàn tay vô hình nào của hai quỷ đó đó, tôi nghĩ